Rồi chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ HP Photoshop.com. Ngày hôm nay mình sẽ dẫn cho các bạn cách sử dụng phần mềm Photoshop để chúng ta biến một cái ảnh màu nước vàng thành như thế này. Đây, các bạn có thể để ý đây là trước, đây là sau, đây là trước, đây là sau. Rồi thì lần trước mình có làm cái clip về rồi mình up lên, nhưng mà cô dâu chú rể nói về studio nhờ mình xóa clip hộ. Thì ok, nên mình phải xóa cô dâu chú rể đi, và đây chúng ta sẽ có một cái hình dạng như hình phong cảnh như thế này. Nhưng mà thực tế như bạn nào chụp hình cưới nó y chang thôi ha. Thì hình này được chụp bởi Hồng Kông Wedding ở Đà Nẵng, khá là ok. Nếu bạn nào đã có nhu cầu chụp hình cưới thì có thể liên hệ với bên này, khá là ổn. Hình rất là dễ chỉnh. Và bây giờ cái hình của chúng ta khi chúng ta chỉnh là sẽ như thế nào? Bây giờ mình sẽ bỏ cái mình về màu đi. Thì chúng ta sẽ có hình gốc như thế này. Đặc điểm của chúng ta khi chụp hình ở Việt Nam á, thì các bạn sẽ có hai trường hợp gặp rất là thường xuyên. Một là dây điện, hai là nước nó vàng khè. Thì đây là trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ nhất thì mình có một cái clip hướng dẫn các bạn xóa rác này nọ rồi đó. Thì các bạn có thể coi trên cái channel của mình. Còn ở đây á, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xử lý cái trường hợp thứ hai là nước vàng khè kiểu như thế này. Ok ha. Thì đầu tiên thì mình muốn giới thiệu chút xíu là trên cái fanpage của mình đang có cái khóa học Photoshop Basic nè, khóa học Photoshop cơ bản dạng video rất là tiện cho các bạn. Nếu các bạn muốn coi thì các bạn có thể lên fanpage của mình. Đồng thời mình cũng có một cái khóa học một cái bộ Blend màu Pro Preset dành cho Lightroom và Camera Raw. Các bạn có thể xem lên fanpage của mình luôn. Ngoài ra mình sẽ có những cái dịch vụ mà các bạn đã thấy trên màn hình này, in ảnh, là làm web, là làm logo, in album, vân vân, rất là nhiều thứ. Các bạn có thể inbox trên fanpage của mình sẽ trao đổi với các bạn ha. Rồi ok, quay lại thì đây, cái stock này thì mình cũng sẽ để cái link ngay phía dưới phần description, phần mô tả, các bạn có thể tải về các bạn thực hành. Rồi đầu tiên, cái cách để chúng ta chỉnh một cái hình như thế này thì khi các bạn mở hình RAW, nếu như các bạn chụp hình RAW ha, các bạn có thể tải hình RAW hoặc là các bạn chụp chẳng hạn thế, các bạn làm điều đầu tiên là các bạn giảm cái đó rồi, cái đây mình sẽ mở camera lên cho các bạn thấy cái temperature, cái nhiệt độ màu white balance á, các bạn giảm cái temperature xuống một chút xíu để cho nó khử bớt vàng đi đã ha. Tại vì thường là khi chụp kiểu như này á, thì ánh sáng của cái mặt nước á, nó phản lên, thành ra cái gì nhìn ông vàng nó nhìn rất là tởm. Cho nên là cái đầu tiên là các bạn cứ giảm cái temperature đi để chúng ta có cái màu nó sáng, nó sạch sẽ kiểu như này thì nó đỡ hơn chút xíu. Rồi tiếp theo nữa, cái cách để chúng ta chuyển cái màu vàng này thành màu xanh ta làm như sau. Các bạn sẽ sử dụng một cái adjustment layer tên là hue saturation. Ở trong cái tutorial mà có hướng dẫn về blend màu mùa thu thì mình cũng có nói rất là chi tiết về cái này, có thể qua lại. Nhưng đây mình sẽ nhắc lại lần nữa là ở trong cái hue saturation này, cái chức năng của hue saturation là đổi màu. Các bạn có thể thấy là chúng ta khi mình kéo nó đổi màu này. Đó, thì rất là ok đúng không? Tuy nhiên ở đây là mình muốn nói tới một cái vấn đề sức mạnh của cái hue saturation này. Nó không nằm ở ba thanh này mà nó nằm ở cái thanh ở dưới này. Thanh ở dưới này là sao? Là chúng ta có thể chọn được cái vùng màu nào mà chúng ta muốn chuyển. Thì đây mình đang muốn chuyển cái vùng màu vàng thì các bạn sẽ chọn là yellow. Đây mình chọn yellow luôn. Thì các bạn nhìn xuống dưới chúng ta sẽ tự động hiện lên cái này. Thì bây giờ mình sẽ mở rộng cái vùng phạm vi mà chúng ta ảnh hưởng lên. Thì có thể thấy là đây mình đang muốn chọn vào màu vàng này. Mình không muốn vào màu xanh chẳng hạn thế. Thì bây giờ mình sẽ đó, các bạn có thể thấy là chỗ nào có màu vàng nó sẽ đổi màu. Đó, thì bây giờ để cho nó dễ thì chúng ta sẽ chỉ chọn vào cái vùng khu vực màu vàng thôi. Chọn khu vực màu vàng thôi. Và chúng ta sẽ chuyển nó sang màu xanh. Các bạn để ý phần phía dưới này ha. Ta chuyển sang cái màu xanh, gọi là màu xanh nước trong một chút xíu. Thì để cho nó dễ, các bạn có thể lên Google Image, các bạn gõ suối hoặc là tiếng Anh là stream thì nó cũng sẽ ra. Thì các bạn sẽ chọn một cái màu nào đấy mà cho nó thật chút xíu. Ví dụ như là mình chọn cái hình này chẳng hạn thế. Thì bây giờ mình sẽ mở cái này lên và mình sẽ hay là chúng ta sẽ chỉnh cái này theo cái hình này làm sao cho nó ra giống chút xíu. Chứ nếu các bạn mà chỉnh linh tinh á, nhiều khi mình coi lại á, nhìn nó giống như kiểu là nước mà đang bị ô nhiễm đầy hóa chất ở dưới, hay là phẩm màu gì đó nó ra được cái màu đấy. Thì nếu chúng ta không để ý thì nó sẽ ra kiểu như vậy. Thì thực tế khi chúng ta chọn chỉnh như vậy thì nó sẽ hơi ảo chút xíu thôi, nhưng mà thôi kệ, được bao nhiêu người làm. Thì đây mình sẽ cảm thấy để như vậy là ổn. Màu thì nó cứ thế nào ấy à. Mình chọn sang màu xanh kiểu như thế này. Ở đại khái vậy đi. Rồi, mình sẽ để màu kiểu như thế này. Mình chẳng biết là nó có giống như là cái màu lúc đầu mình show cho các bạn hay không, nhưng mà thôi kệ.
Thì sau khi chúng ta chỉnh xong rồi ha các bạn, tắt bật đi, chúng ta sẽ thấy nó ảnh hưởng kiểu như này. Thì đây mình sẽ làm công việc của chúng ta là sử dụng cái brush để chúng ta chỉ bôi vào những cái phần màu nước thôi. Và chúng ta sẽ brush nó vào trong layer mask ha. Layer mask thì đang là màu trắng thì mình sẽ chuyển nó hết sang màu đen bằng cách là bấm Ctrl Y ngắn, Ctrl Y ngắn hoặc là Command Y ngắn ở trên Mac. Thì đây mình sẽ sử dụng cái brush màu trắng ha. Brush màu trắng hardness bằng 0, size thì bao nhiêu cho các bạn cảm thấy ok là được rồi. Thì mình sẽ bôi, bắt đầu chúng ta bôi vào trong phần mặt nước. Ok ha, thì bây giờ mình sẽ tua nhanh đoạn này. Rồi, đây khá là chúng ta sẽ có cái kết quả kiểu như thế này. Nếu các bạn có thể bật tắt thì chúng ta sẽ có kết quả ha. Thì nếu các bạn cảm thấy chưa ổn thì chúng ta có thể chỉnh lại cái vùng màu hồi nãy làm sao cho chúng ta cảm thấy ok nhất. Như đây có thể là mình sẽ chuyển sang hơi xanh lá cây chút xíu, tại đằng nào nó cũng như vậy rồi. Ok. Rồi, ở đây tiếp theo là đây mình có thể là mình sẽ làm cho nó ok hơn bằng cách là chúng ta tạo cái khu vực nó sáng tối thì nó sẽ ổn hơn. Đây mình sẽ sử dụng một cái brightness contrast, mình sẽ giảm sáng tăng contrast, giảm sáng tăng contrast, và đây mình sẽ chuyển nó sang là color, tại vì đây mình đang chỉ muốn nhấn vào cái màu thôi. Có thể là luminosity đi, luminosity, ok, luminosity tốt hơn. Mình sẽ cũng chuyển sang Ctrl Y để ta đổi màu lại, và chúng ta sử dụng cái brush nó lớn lớn chút xíu và giảm opacity đi. Đại khái là nó sẽ có cái vùng nước nông và vùng nước gọi là vùng nước thì nó nông, một vùng thì nó sáng hơn. Thì đây chúng ta sẽ làm kiểu như vậy để nó đỡ gọi là nó ảo lòi quá đó, thì nó sẽ có kết quả kiểu như này. Tùy các bạn, nếu các bạn cảm thấy ok thì ta làm, còn không thì không cần bước này cũng được. Tiếp theo nữa là đây những cái phần đá nó vẫn đang màu vàng quá, thì đây mình cũng sẽ giảm khu vực màu vàng nó đi bằng cách cũng sử dụng hue saturation thôi, chạy đâu chẳng thoát được cái này cả. Nên là mình sẽ chuyển qua này và có thể là mình sẽ giảm saturation đi chút xíu, tăng lightness lên, hoặc là các bạn có thể sử dụng một cách khác khi mà nếu như trong hình chúng ta có cô dâu chú rể chẳng hạn, thế chúng ta chỉnh luôn cả da của cô dâu chú rể luôn bằng cách này luôn, là chúng ta sẽ sử dụng là selective color. Ở đây chúng ta chuyển sang yellow chẳng hạn, thế chúng ta giảm black đi để cho nó giảm black, nghĩa là tăng trắng đúng không, giảm đen tăng trắng, nó ngược lại mà. Yellow tất nhiên là chúng ta sẽ giảm đi. Magenta tùy các bạn chỉnh như thế nào đó, các bạn cảm thấy ok nhất. Có thể như ở đây mình cảm thấy như vậy là ổn. Và tiếp theo nữa là phần phía trên này, hoặc là phần váy áo cô dâu chẳng hạn, thế thường thì cô dâu chú rể mà lộ ra ngoài này thì mấy cái váy trắng là nó nét bấy là hết vàng luôn. Thì chúng ta sẽ chỉnh lại bằng cách như sau, chúng ta sẽ tạo ra một cái solid color màu trắng, solid color màu trắng, sau ta chuyển sang là color. Thì đây nó sẽ khử hết tất cả các màu khác đi và chỉ để lại màu trắng thôi. Thì đây các bạn có thể bôi cái cũng là layer mask, thì bấm Ctrl Y một cái xong và sử dụng cái brush màu trắng để ta bôi vào cái khu vực váy áo của cô dâu, hoặc là những cái chỗ mà ta không muốn để cho màu trắng, không muốn để cho màu vàng, ví dụ như là cái phần thác nước là chẳng hạn hết. Phần thác nước ở dưới nó xanh thì tất nhiên là phía trên này nó phải trắng chút xíu thì nó mới đúng, đúng không? Và opacity nãy mình đang để là thấp 40%, thì giờ mình sẽ tăng ngược lại 100% và mình bôi vào cái phần thác nước ở phía xa này. Các bạn nhớ là thác nước phần phía xa thì nó sẽ không có màu xanh đâu nha, tại vì những cái giọt nước mà nó rời ra rồi thì nó không có phản xạ lại nhiều nữa, thành ra là nó sẽ không có lên được cái phần màu xanh của phần bầu trời. Như vì nói đó, mình vừa nhắc xong đó là bầu trời, cho nên là nếu như các bạn có thể có thời gian để chúng ta chỉnh lại cái màu bầu trời thì nó tốt nhất, ghép trời chẳng hạn vậy. Đó thì chúng ta sẽ có kết quả kiểu như thế này. Đó thì đây có thể là tổng thể mình sẽ cho nó sáng tối lên chút xíu. Phần phía dưới mình đang thấy nó đang là hơi tối thì mình sẽ làm như thế này chẳng hạn vậy. Đó, và tổng thể có thể là mình sẽ tăng cho nó vibrant lên chút xíu để cho nó sống động hơn. Nhớ, tất nhiên đây nếu có người nó sẽ sống động hơn rất là nhiều, nhưng mà thôi kệ, không có thì chúng ta chấp nhận thôi. Nếu như các bạn có thời gian thì chúng ta chỉnh lại cả bầu trời luôn nha, để ghép trời cho nó nhanh nhất. Thì mình có cái tutorial thì có thể coi ở trong channel của mình, search là ghép mây trời HP Photoshop nó sẽ ra. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái tutorial này. Đừng quên vào trong fanpage của mình, có thể ủng hộ mình đơn giản bằng cách là vote cho mình 5 sao chẳng hạn thế. Và comment ở phía dưới cho mình biết là ở tutorial sau các bạn muốn mình làm về vấn đề gì nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở tutorial sau.